Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 8, cộng bảng cộng qua 10. Bài luyện tập trang 34. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào bài học nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào ô trống còn thiếu. Các em hãy quan sát, ở đây là dòng thứ nhất đã cho các số hàng. Dòng thứ hai cũng cho chúng ta biết các số hàng. Và dòng thứ ba yêu cầu chúng ta phải tính tổng. Vậy để tính được tổng, chúng ta phải làm như thế nào? Các em ạ, để tính được tổng, khi biết số hạng và số hạng, chúng mình sẽ làm như sau. Chúng ta lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai để tìm ra tổng đấy. Ở đây chúng mình hãy quan sát mẫu. Số hạng thứ nhất là 7, số hạng thứ hai là 5. 7 cộng 5 bằng 12. Chúng mình điền ở kết quả tổng là bằng 12. Tiếp tục mẫu thứ hai. Số hạng thứ nhất là 6, số hạng thứ hai là 7. 6 cộng 7 bằng 13. Chúng mình sẽ điền tổng là bằng 13. Để tính được nhanh thuận tiện thì các em cần phải lưu ý, chúng mình nhớ lại cách đếm thêm và cách tách số để chúng ta tính cho được kết quả là tổng nhanh nhất nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập này. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Chúng ta thấy ở đây số hạng thứ nhất là 9, số hạng thứ hai là 3. Vậy 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? 9 cộng 3, chúng mình có thể đếm 9 đếm thêm 3. 9, 10, 11, 12. Như vậy chúng mình có thể điền được kết quả bằng 12 vào ô trống. Cách khác, chúng mình có thể tách 3 thành 1 và 2. 1 cộng 9 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12. Đấy là cách tách số để chúng ta tìm được kết quả tổng là bằng 12. Tiếp tục, số hạng thứ nhất là 4, số hạng thứ hai là 8. Chúng mình sẽ tính 4 cộng 8 bằng bao nhiêu? 4 cộng 8, chúng mình giữ nguyên số 8, đếm thêm 4 lần. 8, 9, 10, 11, 12. Cách thứ hai, chúng mình có thể tách 4 thành 2 và 2. 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12. Vậy chúng mình được kết quả tổng là bằng 12 đấy. Phép tính tiếp theo, số hạng thứ nhất là 8, số hạng thứ hai là 4. Vậy 8 cộng 4 bằng bao nhiêu? 8 cộng 4 bằng 12. Chúng mình điền kết quả là 12 vào ô trống ở phía dưới. Phép tính tiếp theo, số hạng thứ nhất là 9, số hạng thứ hai là 8. Vậy 9 cộng 8 bằng bao nhiêu? Chúng mình dùng cách tách số 8 thành 1 và 7. 9 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 7 bằng 17. Chúng mình điền kết quả bằng 17 vào ô trống nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã điền được số vào ô trống còn thiếu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Để điền được số vào các ô trống còn thiếu, các em hãy quan sát các phép tính đi theo chiều mũi tên. Ở đây chúng mình sẽ lấy 8 cộng 6, được kết quả bằng bao nhiêu? Chúng mình điền vào ô trống hình tròn. Và từ đó chúng mình lấy kết quả đó trừ cho 4, được kết quả bao nhiêu? Mình sẽ điền kết quả vào hình ngôi sao. Tương tự, bên dãy phép tính này, chúng mình cũng làm lần lượt theo chiều mũi tên nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Các em làm bài xong chưa? Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Đầu tiên, chúng mình thực hiện 8 cộng 6. Vậy 8 cộng 6 bằng bao nhiêu? 8 cộng 6 bằng 14. Tiếp tục, chúng mình lấy 14 trừ 4. Vậy 14 trừ 4 bằng mấy? 14 trừ 4 bằng 10. Chúng mình sẽ điền kết quả 10.
vào ô trống cuối cùng. Dãy máy tính thứ hai, 5 cộng 9 bằng bao nhiêu? 5 cộng 9 bằng 14. 14 cộng 4 bằng bao nhiêu? 14 cộng 4 bằng 18. Vậy 18 trừ 8 bằng bao nhiêu? 18 trừ 8 bằng 10. Như vậy chúng mình đã tính được kết quả của các phép tính dựa vào chiều mũi tên để chúng mình tính lần lượt các phép tính. Cô trò chúng mình vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: tìm tổ cho gấu. Các em hãy quan sát cho cô giáo mô hình. Đây là hình ảnh các chú gấu và đây là những tổ mật ong đấy. Thức ăn của gấu là mật ong và gấu rất là thích mật ong. Vậy chúng mình hãy giúp gấu tìm tổ mật ong nhé. Ở trên mình các chú gấu có ghi các phép tính. Vậy để giúp cho các chú gấu tìm được tổ mật ong đúng của mình thì các em phải tính kết quả của các phép tính trên mình chú gấu đấy. Chúng mình thực hiện tính kết quả của các phép tính trên người các chú gấu như sau. 9 cộng 4 bằng bao nhiêu? 9 cộng 4 bằng 13. 8 cộng 7 bằng bao nhiêu? 8 cộng 7 bằng 15. 6 cộng 8 bằng bao nhiêu? 6 cộng 8 bằng 14. Như vậy chúng mình đã tính kết quả của các phép tính trên mình các chú gấu. Bây giờ nhiệm vụ của các em là phải tìm đúng tổ cho gấu nhé. Chú gấu đầu tiên mang số kết quả 13, chúng mình sẽ nối chú gấu kết quả 14 với tổ ong mang số 14. Chú gấu có phép tính 9 cộng 4 bằng 13, chúng mình nối với tổ ong mang số 13. Chú gấu mang phép tính 8 cộng 7 bằng 15, chúng mình nối với tổ ong mang số 15. Như vậy chúng mình đã giúp chú gấu tìm được tổ ong cho mình rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau: điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng vào ô trống. Các em hãy quan sát các phép tính. Ở đây là so sánh, chúng mình so sánh. Thì ở bên dấu phép tính thì các em phải thực hiện thêm bước tính kết quả của phép tính. Sau đó chúng mình mới so sánh và điền dấu nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Mời các em quay trở lại màn hình nhé. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Ở phép tính đầu tiên 6 cộng 6, chúng mình phải thực hiện kết quả đó là bằng 12. Sau đó chúng mình mới so sánh 12 và 11. 12 lớn hơn 11, do đó chúng mình điền dấu lớn hơn vào ô trống. Tiếp theo 7 cộng 5 và 12, chúng mình phải thực hiện tính kết quả của bên vế của phép tính đó là 7 cộng 5 bằng 12. 12 so với 12 thì bằng nhau, chúng mình sẽ điền kết quả là dấu bằng ở giữa. Ý B, 9 cộng 3 và 3 cộng 9, chúng mình thực hiện tính kết quả của hai vế. 9 cộng 3 bằng 12, 3 cộng 9 cũng bằng 12. Vậy 12 và 12 có kết quả bằng nhau, chúng mình điền dấu bằng vào ô trống. Tiếp tục, 9 cộng 2 và 7 cộng 7, chúng mình tính kết quả như sau. 9 cộng 2 bằng 11, 7 cộng 7 bằng 14. 14 so với 11 so với 14 thì 11 bé hơn 14 đấy. Chúng mình điền dấu bé hơn vào ô trống. Như vậy qua bài tập 4 giúp chúng mình củng cố về cách so sánh và điền dấu. Tiếp tục cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 5 nhé. Bài số 5 là một bài toán có lời văn. Các em nghe cô giáo đọc bài toán nhé. Trong cabin thứ nhất có 7 người, trong cabin thứ hai có 8 người. Hỏi trong hai cabin có tất cả bao nhiêu người? Để làm được bài toán này, các em hãy cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết trong cabin thứ nhất có 7 người. Bài toán còn cho chúng ta biết gì? Bài toán còn cho chúng ta biết trong cabin thứ hai có 8 người. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi
Hai cabin có tất cả bao nhiêu người? Vậy muốn biết trong cả hai cabin có tất cả bao nhiêu người, chúng mình sẽ làm như thế nào? À, các em ạ, à, chúng mình sẽ lấy số người ở cabin thứ nhất cộng với số người ở cabin thứ hai thì sẽ tìm được ra trong cả hai cabin có bao nhiêu người đấy. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán vào vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau trình bày bài giải nào. Đầu tiên, chúng mình sẽ ghi bài giải vào giữa vở. Dòng thứ hai, chúng mình sẽ ghi câu lời giải. Câu lời giải chúng mình cách vào với lề vở một ô. Trong hai cabin có tất cả số người là. Cuối câu có dấu hai chấm. Xuống dòng chúng mình ghi phép tính lùi vào hai ô so với lề vở. Đó là 7 cộng 8 bằng 15. Và đơn vị ở đây trong ngoặc đó là chữ người, đóng ngoặc. Dòng thứ ba chúng mình ghi đáp số thẳng dấu bằng 2 chấm 15 người. Như vậy chúng mình đã trình bày xong bài giải của bài tập số 5 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn.